chúng ta cùng đến với cấp bậc tiếp theo trong kế hoạch trả thưởng, đó là cấp bậc giám đốc kim cương. Nhóm chức danh giám đốc kim cương có tổng cộng 3 chức danh, đó là giám đốc độc lập kim cương, giám đốc độc lập kim cương cấp cao và giám đốc độc lập kim cương đôi. Là một giám đốc độc lập kim cương, bạn sẽ nhận được phần thưởng danh hiệu nhóm giám đốc độc lập kim cương, giám đốc độc lập kim cương 120 triệu đồng. Giám đốc độc lập kim cương cấp cao, 160 triệu đồng, giám đốc độc lập kim cương đôi, 200 triệu đồng. Ngoài ra, bạn nhận được vé mời tham dự hội nghị giám đốc, hai vé mời tham dự hội nghị vàng và một điều tuyệt vời hơn nữa, ở cấp bậc giám đốc độc lập kim cương, bạn còn được thêm hai vé mời tham dự hội nghị kim cương. Đây là hội nghị có đẳng cấp, thậm chí còn cao hơn cả hội nghị vàng. Như vậy, khi đạt chức danh giám đốc độc lập kim cương, bạn sẽ có tổng cộng 3 chuyến du lịch đẳng cấp, một trong nước và hai toàn cầu, chưa dừng lại ở đó, một giám đốc độc lập kim cương có thể nhận thưởng xe hơi hoặc nhà. Như vậy, với những bạn có ước mơ như từ đầu chúng ta có đề cập đến, đó là một chiếc xe hơi thì chiếc danh giám đốc độc lập kim cương sẽ thực hiện điều đó cho bạn. Điều bạn cần làm đó là hãy giúp đỡ và hướng dẫn càng nhiều người trong nhóm trực tiếp của mình đạt được những chiếc danh giống như bạn. Thu nhập bình quân của một giám đốc độc lập kim cương vào khoảng 60 triệu đồng hàng tháng và một năm là 720 triệu đồng. Đây là mức thu nhập có thể nói là tương đương với một doanh nghiệp vừa và nhỏ bên ngoài. Tuy nhiên, một giám đốc độc lập kim cương có sự khác biệt với một doanh nghiệp bên ngoài, đó là họ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Chúng ta cùng đến với cấp bậc tiếp theo, đó là cấp bậc giám đốc điều hành. Nhóm cấp bậc này bao gồm 4 chức danh: Giám đốc điều hành độc lập, giám đốc điều hành độc lập vàng, Giám đốc điều hành độc lập Ngọc Bích, giám đốc điều hành độc lập Kim Cương. Bạn sẽ lần lượt được nhận những khoản tiền thưởng như sau. Giám đốc điều hành độc lập có 12 nhóm giám đốc, 480 triệu đồng. Giám đốc điều hành độc lập vàng có 15 nhóm giám đốc, 600 triệu đồng. Giám đốc điều hành độc lập Ngọc Bích có 18 nhóm giám đốc, 720 triệu đồng. Giám đốc điều hành độc lập Kim Cương có 21 nhóm giám đốc, 840 triệu đồng. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tham dự hội nghị giám đốc, hai vé mời tham dự hội nghị vàng và bạn còn được thêm đến 4 vé mời tham dự hội nghị kim cương. Tuyệt vời hơn nữa, bạn còn được 4 vé mời tham gia hội nghị nhà lãnh đạo. Đây là hội nghị có đẳng cấp thậm chí còn cao hơn cả hội nghị vàng và hội nghị kim cương. Như vậy, khi đạt chức danh giám đốc điều hành độc lập, bạn sẽ có tổng cộng 4 chuyến du lịch đẳng cấp, một trong nước và ba toàn cầu, không chỉ dành cho bạn và bạn còn có thể đưa cả gia đình mình đi du lịch khắp thế giới và hoàn toàn miễn phí. vậy trong một năm ở chức danh giám đốc điều hành bạn được tận hưởng các chuyến du lịch đẳng cấp năm sao quốc tế hầu như quanh năm. thật tuyệt vời khi vừa có mức thu nhập đáng mơ ước lại còn có thời gian chăm sóc cho gia đình và cùng gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới hoàn toàn miễn phí. mức thu nhập bình quân hàng tháng là 200 triệu đồng và hàng năm là 2 tỷ 400 triệu đồng. Thu nhập này tương đương với mức thu nhập của một doanh nghiệp tầm trung và lớn. Và nếu bạn đã từng mở một doanh nghiệp, bạn sẽ thấy để doanh nghiệp đạt mức thu nhập 2 tỷ 400 triệu đồng một năm là điều hoàn toàn không dễ dàng. Cấp bậc cao nhất trong kế hoạch thành công đó chính là cấp bậc giám đốc lãnh đạo. Nhóm cấp bậc này bao gồm 5 chức danh, giám đốc lãnh đạo độc lập, giám đốc lãnh đạo độc lập cấp cao, Giám đốc lãnh đạo độc lập vàng, giám đốc lãnh đạo độc lập ngọc bích và giám đốc lãnh đạo độc lập kim cương. Bạn sẽ lần lượt được nhận những khoản tiền thưởng như sau. Giám đốc lãnh đạo độc lập có 24 nhóm giám đốc, 2 tỷ đồng. Giám đốc lãnh đạo độc lập cấp cao có 24 nhóm giám đốc và có ít nhất 6 giám đốc kim cương trong toàn hệ thống, 4 tỷ đồng. Giám đốc lãnh đạo độc lập vàng có 24 nhóm giám đốc và có ít nhất 12 giám đốc kim cương trong toàn hệ thống, 6 tỷ đồng. Giám đốc lãnh đạo độc lập ngọc bích có 24 nhóm giám đốc và có ít nhất 18 giám đốc kim cương trong toàn hệ thống, 8 tỷ đồng. Giám đốc lãnh đạo độc lập kim cương có 24 nhóm giám đốc và có ít nhất 24 giám đốc kim cương trong toàn hệ thống, 20 tỷ đồng. Rõ ràng là để thành công, bạn phải giúp đỡ cho nhiều người thành công và càng giúp cho nhiều người thành công thì bạn sẽ càng thành công và đó là nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tham dự hội nghị giám đốc, hai vé mời tham dự hội nghị vàng, bạn còn được thêm đến 4 vé mời tham dự hội nghị kim cương, 4 vé mời tham gia hội nghị lãnh đạo và đặc biệt bạn sẽ được tham dự hội nghị lãnh đạo toàn cầu hàng năm cùng với ban giám đốc. Như vậy, khi đạt chức danh giám đốc lãnh đạo độc lập, bạn sẽ có tổng cộng 5 chuyến du lịch đẳng cấp, một trong nước và 4 toàn cầu không chỉ dành cho bạn mà bạn còn có thể đưa cả gia đình mình đi du lịch khắp thế giới và hoàn toàn miễn phí. Trong một năm ở chức danh giám đốc lãnh đạo độc lập, bạn được tận hưởng các chuyến du lịch đẳng cấp 5 sao quốc tế hầu như quanh năm. Thật tuyệt vời khi vừa có mức thu nhập đáng mơ ước, lại còn có thời gian chăm sóc cho gia đình và cùng gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới hoàn toàn miễn phí. Mức thu nhập bình quân hàng tháng là 1 tỷ đồng và hàng năm là 12 tỷ đồng, thật không thể diễn tả bằng lời với mức thu nhập đáng mơ ước này. Chắc chắn bạn hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ của mình. Công thức thành công chính là giúp đỡ cho càng nhiều người thành công thì bạn sẽ càng thành công. Hãy cùng nhìn lại bảng tổng hợp số tiền thưởng chức danh và chân tách 21% cần có tương ứng với từng chức danh từ giám đốc độc lập cho đến giám đốc lãnh đạo độc lập kim cương. Chức danh nào trong kế hoạch trả thưởng sẽ cho phép bạn thực hiện ước mơ của mình. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nội dung khóa học kế hoạch trả thưởng, phát triển công việc kinh doanh sản phẩm Oriflame là một dự án to lớn, đòi hỏi sự lâu dài. Hãy xác định một mục tiêu có hạn định rõ ràng và thực tế, từ đó phấn đấu và nỗ lực một cách đúng đắn và hiệu quả để đạt được mục tiêu của mình. Chúc bạn thành công. Chào mừng các anh chị đến với khóa học hội nghị quốc tế. Trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba hội nghị quốc tế hội nghị vàng, kim cương, nhà lãnh đạo và các tiêu chuẩn mà các tư vấn viên phải đạt được để nhận được vé mời tham gia các hội nghị trên. Khi đã lên đến cấp bậc giám đốc vàng hoặc giám đốc kim cương hoặc giám đốc điều hành, tư vấn viên sẽ nhận được vé mời từ các hội nghị quốc tế cụ thể như sau. Là giám đốc vàng, tư vấn viên có cơ hội nhận được một đến hai vé tham dự hội nghị vàng. Là giám đốc kim cương, tư vấn viên có cơ hội nhận được hai vé tham dự hội nghị vàng, hai vé tham dự hội nghị kim cương. Là giám đốc điều hành, tư vấn viên có cơ hội nhận được bốn vé tham dự hội nghị nhà lãnh đạo, bốn vé tham dự hội nghị kim cương, hai vé tham dự hội nghị vàng. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về điều kiện tham dự hội nghị vàng. Thời gian xét chuẩn để tham dự hội nghị vàng là từ tháng 4 năm hiện tại tới tháng 3 năm tiếp theo. Để hội đủ điều kiện lần đầu tiên tham gia hội nghị vàng tư vấn viên cần đạt 18 chân tách 21% cộng dồn trong thời gian đạt chuẩn. Danh hiệu không là căn cứ xét chuẩn tham dự hội nghị, có thể mời một khách cùng tham dự nếu đạt chuẩn giảm giá hoặc một vé mời miễn phí. Ví dụ, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, Tư vấn viên A đạt số lượng chân tách 21% từng tháng như trên bảng, cộng dồn số lượng chân tách 21% trong 12 tháng, chúng ta thấy tư vấn viên A đạt đủ 18 chân tách 21%, 18 tương đương tư vấn viên A đạt một vé tham dự hội nghị vàng. Nếu tư vấn viên muốn mời thêm một người đi cùng, tư vấn viên sẽ có cơ hội được giảm giá cho vé thứ hai, bạn giảm giá cho vé thứ hai, các bạn theo dõi trên màn hình. Ví dụ nếu tư vấn viên A trong thời gian hội đủ điều kiện đạt 19 chân tách, thì tư vấn viên A được một vé tham dự hội nghị vàng và được giảm giá 5% cho vé thứ hai. Tương tự, càng đạt nhiều chân tách, mức giảm giá sẽ có thể giảm đến 85%. Thậm chí tư vấn viên được tặng một vé máy bay và phí sân bay miễn phí luôn cho vé thứ hai nếu đạt 36 chân tách. Để tái đặt chuẩn tham dự hội nghị vàng, tư vấn viên phải so sánh kết quả của lần cuối tham gia hội nghị vàng hoặc lần cuối đạt chuẩn tham dự. Tiêu chuẩn nào thuận lợi hơn sẽ làm căn cứ cho việc đặt chỉ tiêu tham dự cho lần tiếp theo. Nhìn vào bản tiêu chuẩn tái đặt chuẩn tham dự hội nghị vàng, chúng ta có thể thấy những căn cứ xét duyệt dành cho tư vấn viên tái đặt chuẩn với số lượng là 1 đến 2 vé mời. Ví dụ, tư vấn viên A có từ 0 đến 26 chân tách 21% của lần tham gia hội nghị trước hoặc thời gian đặt chuẩn trước trong thời gian xét chuẩn, nếu tư vấn viên cộng thêm 3 chân tách 21% thì tư vấn viên sẽ nhận được một vé tham dự hội Nghi Vàng. Tư vấn viên A sẽ được nhận hai vé mời tham dự nếu đạt 36 đến 47 chân tách 21% của lần đạt chuẩn trước và cộng thêm một chân tách 21% trong thời gian xét chuẩn. Tương tự với các trường hợp khác, các bạn theo dõi trên màn hình. Riêng với chức danh giám đốc kim cương nếu giám đốc Kim Cương đạt chuẩn cho danh hiệu ít nhất 6 tháng trong thời gian xét chuẩn, sẽ được hai vé mời tham dự hội nghị vàng mà không cần tính đến kết quả của năm trước. Chúng ta cùng tìm hiểu các tiêu chuẩn để tham dự hội nghị Kim Cương. Hội nghị Kim Cương là hội nghị cấp cao hơn hội nghị vàng, nên tiêu chuẩn xét duyệt cũng cao hơn. Thời gian xét chuẩn cho các tư vấn viên tham dự hội nghị Kim Cương từ tháng 10 đến tháng 9 năm tiếp theo để đạt chuẩn lần đầu tham dự hội nghị kim cương hai vé tư vấn viên cần đạt tiêu chuẩn danh hiệu giám đốc kim cương trong thời gian xét chuẩn không có nghĩa chỉ là mở danh hiệu tháng đầu tiên mà phải đạt chuẩn giám đốc kim cương ít nhất 6 tháng trong suốt 12 tháng xét chuẩn tham dự hoặc đạt ít nhất 60 chân tách 21% cộng dồn trong thời gian xét chuẩn để hiểu hơn về tiêu chuẩn này chúng ta cùng xem ví dụ sau đây theo bảng, từ tháng 10 đến tháng 9 năm tiếp theo, tư vấn viên B đạt số lượng chân tách là 3 chân ở tháng 10, 4 chân ở tháng 11, tháng 4, 5 chân ở tháng 12, tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, các tháng còn lại đều đạt 6 chân tách. Như vậy, cộng dồn số lượng chân tách 21% trong 12 tháng, tư vấn viên B đạt đủ 60 chân tách 21%, có nghĩa là tư vấn viên B đạt hai vé tham dự hội nghị kim cương. Trường hợp tư vấn viên đã đạt hai vé tham dự hội nghị kim cương lần đầu tiên sang năm tiếp theo hoặc hội nghị sau để tái tham dự hội nghị kim cương hai vé, tư vấn viên cần đạt tiêu chuẩn giám đốc kim cương trong thời gian xét chuẩn 6 lần trong 12 tháng và cộng dồn ít nhất 60 chân tách 21%. Đạt tiêu chuẩn giám đốc kim cương trong thời gian xét chuẩn không có nghĩa chỉ là mở danh hiệu tháng đầu tiên mà phải đặt chuẩn giám đốc kim cương ít nhất 6 tháng trong suốt 12 tháng xét chuẩn tham dự. Với những tư vấn viên đạt thành tích cao hơn, tư vấn viên có cơ hội nhận được 3 vé tham dự hội nghị kim cương ngay lần đầu tiên nếu tư vấn viên đạt tiêu chuẩn danh hiệu giám đốc kim cương đôi trong thời gian xét chuẩn. Không có nghĩa chỉ là mở danh hiệu tháng đầu tiên mà phải đạt chuẩn giám đốc kim cương đôi ít nhất 6 tháng trong suốt 12 tháng xét chuẩn tham dự hoặc đạt ít nhất 108 chân tách 21% cộng dồn trong thời gian đạt chuẩn để tái tham dự hội nghị kim cương ba vé. Tư vấn viên cần đặt tiêu chuẩn danh hiệu giám đốc kim cương đôi trong thời gian xét chuẩn 6 lần trong 12 tháng và cộng dồn ít nhất 108 chân tách 21%. đạt tiêu chuẩn danh hiệu giám đốc kim cương đôi trong thời gian xét chuẩn không có nghĩa chỉ là mở danh hiệu tháng đầu tiên mà phải đặt chuẩn giám đốc kim cương đôi ít nhất 6 tháng trong suốt 12 tháng xét chuẩn tham dự. Hội nghị thứ ba trong chuỗi hội nghị quốc tế chính là hội nghị nhà lãnh đạo. Thời gian xét chuẩn tham dự hội nghị nhà lãnh đạo tương tự hội nghị Kim Cương là từ tháng 10 đến tháng 9 năm tiếp theo. Tư vấn viên muốn đạt chuẩn lần đầu tham dự hội nghị nhà lãnh đạo với 4 vé mời, cần đạt tiêu chuẩn tham dự hội nghị nhà lãnh đạo phải có ít nhất 132 chân tách 21% cộng dồn trong thời gian xét chuẩn, hoặc tư vấn viên đạt tiêu chuẩn danh hiệu giám đốc điều hành trong thời gian xét chuẩn không có nghĩa chỉ là mở danh hiệu tháng đầu tiên mà phải đặt chuẩn danh hiệu giám đốc điều hành ít nhất 6 tháng trong 12 tháng xét chuẩn tham dự. Tương tự như vậy, để tái tham dự hội nghị nhà lãnh đạo 4 vé, tư vấn viên cần đặt tiêu chuẩn tái tham dự hội nghị nhà lãnh đạo phải đặt danh hiệu giám đốc điều hành vào cuối thời gian xét chuẩn và có ít nhất 132 chân tách 21% áp dụng cho các thị trường 12 CAT đến đây các bạn đã nắm được các thông tin về ba hội nghị quốc tế thường niên mà tập đoàn audiplane tổ chức để tưởng thưởng vinh danh thành tích của các tư vấn viên xuất sắc trên toàn cầu hiểu rõ các tiêu chuẩn xét duyệt tham dự hội nghị quốc tế sẽ giúp các bạn tư vấn viên có thêm động lực để đặt ra mục tiêu và thi đua đạt tiêu chuẩn đề ra chúc các bạn thành công